Thuận Thiên Thừa Vận, Cát Tinh Cao Chiếu, Ngọc Hoàng Thượng Đế Độ Mệnh, đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, quý cô bác tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh được vi hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Nhâm Dần đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, quý cô bác tuổi Nhâm Dần là một trong những con giáp lội ngược dòng số phận mà ăn nên làm ra giàu có hơn người, có cơ hội trúng số độc đắc, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây và được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể của quý cô bác tuổi Nhâm Dần trong tháng 7 âm lịch tới đây diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hoắc ngát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tháng 7 cô hồn, được trời Phật thương tình, Cát Tinh Cao Chiếu, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, vận số cực may cực đỏ, mưu cầu như ý. Sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, con cháu ba đời ăn không hết của. Hổ là con giáp thứ 3 trong 12 con giáp, nhắc đến hổ là nhắc tới chúa tể của muôn loài, nó đại diện cho sự uy quyền và lòng gan dạ. Người mang tuổi Nhâm Dần 1962 cũng mang những tính cách, đặc điểm nổi trội của hổ, họ sẽ luôn khiến mọi người phải nể phục và tin cậy. Ngoài ra, họ còn có thể nhìn thấu nội tâm của người khác, mặc dù vậy, nhưng họ lại rất lãnh đạm và đối xử tốt với mọi người. Họ không thích mang thù oán trong người, nhưng lại biết ai đối xử tốt hay không tốt với mình. Người tuổi Nhâm Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái nhiều thành công vẻ vang. Họ đặc biệt biết biến thách thức thành cơ hội, tạo nên sự đột phá. Người phương Đông coi hổ là hiện thân của quyền lực, nhiệt tình và sức mạnh. Đối với công việc và cuộc sống, người tuổi Nhâm Dần có tính cách cố chấp, làm việc gì chưa xong thì không chịu bỏ cuộc, ưa thích làm những việc lớn. Người cầm tinh con hổ bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị cao sang và quyền quý, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những người tuổi Nhâm Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, với con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận phân tích vấn đề đúng đắn, nên ít mắc phải sai lầm. Tuổi Nhâm Dần trọng danh dự và chữ tín, nhiệt tình, có hoài bão lớn, thực sự cầu thị và có trách nhiệm với công việc và mọi người, sẵn sàng ra tay bảo vệ những người yếu đuối, khổ cực. Cũng giống như con hổ, họ có ý thức độc lập, mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc vào người khác, có đức tính lạc quan, dám nghĩ, dám làm, ham thích sự đổi mới và du lịch khám phá. Về tình cảm, con giáp tuổi Nhâm Dần được mọi người kính nể, họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn bằng tính cách mạnh mẽ sôi nổi. Thái độ lạc quan, người tuổi Nhâm Dần khiến mọi người chẳng thể nào lạnh nhạt cô đơn, trong đám đông họ trở thành tâm điểm chú ý. Người tuổi hổ rất khó tin tưởng người khác, nhưng một khi đã tin thì lại là một người thành thật, một lòng một dạ, giàu tình cảm và khẳng khái có khiếu hài hước. Tuổi Nhâm Dần có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu bên trong nội tâm, họ lại là những người sống giàu tình cảm, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Họ có khuynh hướng đề cao bản thân, nên tự quyết định hôn nhân của mình mà ít khi chịu lắng nghe ý kiến khác. Cuộc sống hôn nhân chỉ hạnh phúc khi hai người biết cách nhẫn nhịn và có tinh thần xây dựng. Bên cạnh những đức tính tốt đẹp, thì người tuổi Nhâm Dần cũng có một số nhược điểm. Họ rất hào phóng, nhưng đôi khi chi tiêu một cách hoang phí dẫn tới túng thiếu, phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Họ phải mất cả đời để học cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó, thậm chí giận quá mất khôn, gây ra hậu quả nặng nề. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Người tuổi Nhâm Dần có cơ hội gặp được nhiều điều tốt lành trong tháng 7 âm lịch này bởi có nhiều cát tinh nâng đỡ. Bạn làm việc gì cũng trôi chảy, thuận lợi bất ngờ, chỉ cần bỏ công sức ra làm việc thì ắt thu được kết quả cao. Trên phương diện sự nghiệp, do được tam hội nâng đỡ,
các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa, thậm chí quý nhân xuất hiện vào thời điểm này, cũng giúp cho mọi việc trở nên hanh thông hơn. Khi được đối phương chỉ dẫn, bạn nhớ để ý lắng nghe, ắt thu được những lời khuyên hữu ích. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng gần như chẳng còn chướng ngại, bạn được người khác chỉ đường dẫn lối nên tránh được việc phải đi đường vòng. Lại thêm bản tính nhanh nhẹn và mắt nhìn chuẩn xác, bạn có thể tự mình tìm được cơ hội làm ăn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Các cát tinh lâm quan dịch mã, nguyệt mã cho thấy tháng này, bạn càng chăm chỉ, chịu khó xông pha, thử sức bao nhiêu thì kết quả lại càng rực rỡ bấy nhiêu. Do đó, tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Nhâm Dần âm lịch khuyên bạn, đừng ngại ngần khi phải vất vả một chút, công sức bạn bỏ ra vào thời điểm này sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc trong tương lai. Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, mối quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy không được yên ả như ý muốn. Có thể vì bạn quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc gia đình, khiến tình cảm dần trở nên lạnh nhạt. Nếu chú ý thay đổi ngay từ bây giờ thì mọi việc vẫn có thể cứu vãn. Chi tiết cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, công việc của người tuổi Nhâm Dần tiến hành trôi chảy, hanh thông trong khoảng thời gian tháng 7 âm lịch này. Một phần là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của chính bạn, một phần là nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Bản mệnh vốn là người cởi mở, làm việc có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Vì thế khi gặp khó khăn, quanh bạn không thiếu người chủ động giúp đỡ hoặc đưa ra các ý kiến đóng góp. Quý nhân xuất hiện cũng trao cho bạn thêm những cơ hội để khẳng định bản thân. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì cơ hội thăng chức, tăng lương nằm ngay trong tầm tay. Lâm quan và dịch mã khuyên bạn, càng chăm chỉ, cần cù bao nhiêu thì công việc của bạn lại càng gặt hái được thành tích cao bấy nhiêu. Về phương diện tài lộc, tam hội giúp cho người tuổi Nhâm Dần có nhiều cơ hội để hái ra tiền. Trong tháng 7 âm lịch, quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn buôn bán luôn chăm chỉ, cần mẫn với công việc ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Nếu có thể, bản mệnh có thể suy nghĩ mở rộng thêm quy mô kinh doanh hoặc thêm các mặt hàng khác để thu hút đối tượng khách hàng mới. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, người làm công ăn lương có túi tiền rủng rỉnh do tiền lương. Tiền thưởng là điều hiển nhiên, bạn có thể suy nghĩ sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý, khiến đồng tiền tiếp tục sinh sôi. Dưới sự tác động của dịch mã và nguyệt mã, con giáp này sẽ phải khá vất vả nếu muốn kiếm được khoản tiền như ý. Tuy nhiên, vì không vướng phải rắc rối do kẻ xấu gây ra, nên bạn chỉ cần cố gắng hết sức, chứ không cần quá đề phòng xung quanh. Hãy luôn cổ vũ bản thân, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Về phương diện tình cảm, người tuổi Nhâm Dần có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong khoảng thời gian này, dù bận rộn thế nào. Hãy tranh thủ thời gian trò chuyện, nhắn tin hỏi han đối phương, tin rằng những hành động của bạn sẽ giúp mối quan hệ ấm lên nhanh chóng. Về mặt sức khỏe, điều đáng mừng trong khoảng thời gian này là tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần khá ổn định. Tuy có những khi hơi vất vả một chút, song bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái đẩy lùi sự mệt mỏi. Song như vậy, không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ sức khỏe của mình. Dù còn trẻ tuổi đi nữa, bản mệnh cũng nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá sức, tạo áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian dành hãy thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, khiến tinh thần luôn thoải mái, nhẹ nhõm, đẩy lùi căng thẳng. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Thiên Đức ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài, phát lộc. Bạn biết nắm bắt thì đây là lúc để tỏa sáng nơi công sở, hoặc bạn tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung cải thiện trong thời gian tới nhằm đạt được vị trí quan trọng. Thiên Ấn mang lại tin vui ở khía cạnh sự nghiệp nhưng vẫn có những nguy hiểm rình rập, thế nhưng bạn vẫn vui vẻ đón nhận với thái độ tích cực, nhờ vậy mà mọi khó khăn dần trôi qua một cách nhanh chóng. Tuần này có người ghen tị với bạn, nhiều con giáp tuổi Nhâm Dần có những thông tin không tốt, bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt, bạn khá mệt mỏi khi phải đi giải thích với mọi người. Lúc này đang nảy sinh nhiều cảm xúc mạnh mẽ, ảnh hưởng tiêu cực đến nửa kia. Để giải quyết vấn đề, bạn vẫn nên tạo dựng bầu không khí thoải mái cho bản thân trước. Quý nhân, Ngọ, Tuất, tiểu nhân, Thân, Tỵ, màu sắc may mắn,
xanh lá cây, nâu. Con số phát tài 55, 82, 49. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp, tuổi Nhâm Dần được các tinh thiên đức che chở, nên công việc trong tuần không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình. Dù đang có lợi thế, nhưng bạn vẫn cần phải nỗ lực cố gắng và kiên trì với những mục tiêu đặt ra để nhanh chóng đạt được thành quả đáng mừng trong tuần này. Đừng đứng núi này trông núi nọ, hay làm việc này chưa xong đã vội ngóng trông việc khác, bạn cần hoàn thiện dứt điểm mỗi dự án mình đảm nhận. Phương diện tài lộc có một vài điểm sáng, đầu tư kinh doanh bước đầu đều có lãi, lợi nhuận thu về tuy không đến mức đổ ào ào về túi, nhưng vẫn tăng lên tích tiểu thành đại, bạn nên hài lòng với hiện tại thì mới có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn. Trong tuần mới, vận trình tình cảm của tuổi Nhâm Dần vẫn ổn định, không thấy có bước chuyển biến nào đáng kể, nhưng cũng không gặp phải nhiều trở ngại. Quý nhân, Thân, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Hợi, màu sắc may mắn, trắng, đen, con số phát tài, 36, 97, 43. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới, người tuổi Nhâm Dần chịu tác động của sao tử vi nên công việc tương đối ổn định, việc mới không nhiều. Việc cũ cũng được giải quyết ổn thỏa, bạn không còn bị cảm giác bận rộn tối mắt quấy nhiễu nữa, các kế hoạch cũng diễn ra trôi chảy. Đây là thời điểm bạn được nhiều hơn mất và có phần nhàn nhã hơn so với đồng nghiệp, bạn cũng có cơ hội được thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Cấp trên căn cứ vào đó để đưa ra những đánh giá chi tiết hơn về bạn, vậy nên hãy thận trọng cơ hội này và làm mọi thứ thật nghiêm túc nhé. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, thực thần đứng bóng ngay từ đầu tuần, giúp các khoản thu có dấu hiệu gia tăng không ngừng, tiền bạc cứ hết rồi lại có. Chẳng cần phải lo lắng suy tính quá nhiều mà vẫn thoải mái tiêu xài, không chỉ có chuyện công danh của Nhâm Dần được thuận buồm xuôi gió mà gia đạo còn hạnh phúc và yên vui. Quý nhân, Thìn, Ngọ, tiểu nhân, Thân, Hợi, màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu, con số phát tài, 36, 95, 02. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Có sao Thái Dương cát tinh trợ mệnh, tuổi Nhâm Dần có một tuần mới hanh thông, công việc tiến triển suôn sẻ và thuận lợi hơn trước đó rất nhiều. Đương nhiên vẫn có lúc gặp phải khó khăn, nhưng bên cạnh bạn luôn có quý nhân trợ giúp, nên có thể hóa giải được hung hiểm đáng kể. Thời điểm cát khí lên cao thế này, bạn nên tranh thủ hoàn thành những công việc quan trọng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Bạn có thể sẽ không tốn nhiều công sức mà vẫn thuận lợi vượt qua được thử thách và tiến tới thành công. Tuy nhiên, chuyện tiền bạc thì cần phải lưu ý, hung tinh thiên quan rình rập là điềm báo mất tiền, bản mệnh do mù quáng nghe theo những người không đáng tin, dồn hết tiền bạc để đầu tư vào một lĩnh vực mà mình không nắm rõ thông tin nên hao hụt tiền của là điều đương nhiên. Bước sang tuần mới, phương diện tình cảm cũng khởi sắc không kém, cùng với sự thành công trong công việc thì nội tâm luôn thư thái, dễ chịu. Được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, giúp đỡ, có nhiều người để bầu bạn, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, con cháu quây quần tề tựu, không khí gia đình vô cùng ấm áp. Sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần, nhìn chung trong tuần này diễn biến khá tốt, tuy xuất hiện những bệnh thông thường nhưng không đáng kể, chỉ cần đi thăm khám sẽ được giải quyết. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Dần, Tỵ, màu sắc may mắn, trắng, xanh lam, con số phát tài, 20, 87, 55. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 7 âm lịch. Phật Bà ban lộc 99,99% trúng số độc đắc, vận trình tươi sáng, không còn cảnh cơ hàn, tiền tài đầy túi. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, xem vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần theo tháng sinh thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu, họ cũng vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 7 âm lịch, có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người, họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, luôn giúp đỡ mọi người vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên, tổ tiên phước mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, từ trung vận trở đi dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần, sinh tháng 8 âm lịch.
tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, thời khắc đất trời huy hoàng nên người tuổi Nhâm Dần sinh tháng này có tài năng xuất chúng, có tầm nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương tái thế, một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, chí tại bốn phương, hào sảng phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng xanh, tuy có thiên tư đĩnh ngộ, mưu sự siêu việt, tài văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng, nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có, cả đời được trọng vọng, vang danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song người này phúc lộc tổ tông bạc nhược, nên cả đời phải tự lực, tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, nên gặp hung hóa cát, vận trình dần dần hưng vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiểm sinh không gặp thời, nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng về đại nghiệp, thậm chí còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân xóa bỏ tạp niệm. Những người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 9 âm lịch, xét theo tử vi 12 con giáp, thì tài trí hơn người, thông minh linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, chỉ có điều họ không đủ thực tế. Chỉ biết học suông chứ không áp dụng được kiến thức vào cuộc sống, khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc phải chứng tự cao, tự đại, nên làm gì cũng khó khăn cản trở, không được quý nhân đoái thương, có tài mà chẳng có nơi dụng võ. Chỉ biết cảm thán thế sự không chiều lòng người, nếu biết sửa đổi tính này tự lập hơn, dám chịu khó, chịu khổ, thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm tức là tiết Lập Đông, tuổi Nhâm Dần sinh tháng 10 thì cuộc đời đại phú đại quý, bất luận là làm công chức nhà nước theo đường quan trường, hay là làm ăn buôn bán, kinh doanh, kinh tế đều ở mức cao, gây dựng được chỗ đứng riêng, khiến mọi người phải thừa nhận năng lực của mình. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa nho nhã, nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy thì vận trình có thể khởi sắc. Sự nghiệp có điểm khởi phát, bản mệnh trời sinh thông minh, năng lực đĩnh ngộ, có chủ kiến riêng nhiều sáng tạo, phong cách khác biệt. Người này phần lớn là có thể tạo nên thành tựu, có vị trí xã hội chứ không chấp nhận làm người tầm thường. Trong công việc bạn thường đảm nhận chức vụ quan trọng là người lãnh đạo và dẫn dắt. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.